chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Thật sự là rất là lâu rồi mới ra cái clip thì nhận anh em. Nói chung là nhiều anh em cũng là sùm. Cô này u ái tình kiếm quá, tình kiếm vừa mới ra làm tơ lơ hộp dưa còn Thiên Nhẫn chờ hoài không thấy. Thật sự là Thiên Nhẫn rất là khó để mình có thể là mình làm một video về Thiên Nhẫn anh em. Thứ nhất là cô không có trải nghiệm Thiên Nhẫn nhiều bằng những anh em chuyên về Thiên Nhẫn. Cái thứ hai nữa là cái lý do thứ nhất mình chưa chơi Thiên Nhẫn nên là mình chưa biết nhiều anh em. Chỉ là lâu lâu mượn ạc của ông bạn tôi vô đi đánh lộn đánh lạo đồ cái kiểu, và cũng thấy nhiều anh em khi mà cầm Thiên Nhẫn quýnh lộn với cô thì cô cũng học lớn được một vài cái kỹ năng của cái anh ấy. Nếu như mà cái cách tăng, cái cách chia sẻ của cô cho anh em Thiên Nhẫn mà gặp là những anh em mà chuyên về Thiên Nhẫn mà thấy cô tăng sai đồ này nọ, anh em nhớ thông cảm giúp cô nha anh em. Cái này chỉ là cái quan điểm của cô sau khi cô nghiên cứu cái kỹ năng môn phái Thiên Nhẫn mà cô thấy được những anh em thường BK với cô họ lựa chọn những cái bộ chiêu như thế nào, thì cô sẽ chia sẻ lại cho anh em để cho những người mà chưa biết về môn phái Thiên Nhẫn họ có thể có một cái thông tin tham khảo. Khi nào mà chơi rành anh em có thể build giống như giống như là cái cách chơi của anh em. Đầu tiên đó chính là bộ đánh bot. Mình sẽ nói bộ đánh bot. Bộ đánh bot thì cô sẽ sử dụng chiêu đầu tiên là chiêu bộ 2. Chiêu số 2 là chiêu bộ 1. Rồi, chiêu số 3 là chiêu bộ 2 và chiêu số 4 là chiêu bộ 2. Thì 4 chiêu này theo cô thấy thì nó ok. Nó sẽ giúp cho môn phái Thiên Nhẫn của chúng ta sẽ có một lượng đam ổn. Nếu như mà anh em không thích cái chiêu số 2 bộ 1 thì anh em có thể lấy chiêu số 2 bộ 2, cái này tùy anh em nha. Nhưng mà cô thấy chiêu số 2 bộ 1 nó cũng ok á, đam nó cũng to. Rồi chúng ta tăng chiêu như thế nào? Đối với những anh em nào mà đi săn boss thì anh em phải tăng cái chiêu đánh thường, tại vì chúng ta đánh boss liên tục mà đúng không? Rồi tiếp theo là cô sẽ tăng cái chiêu số 1 bộ 2 nè. Chiêu này mát nè. Đúng không? Rồi chiêu này mát nè, chiêu số 4 bộ 2 mát. Chiêu bị động của nó cũng mát luôn, tại vì sinh lực cao hơn 60% gây ra sát thương thêm, thấy không? Rồi cô sẽ tăng cái chiêu số 3 mát, tại vì chiêu số 3 của chúng ta nó sẽ nhảy ra hai lần. Đây, chiêu số 3 nè, một lần nè, cái lần thứ hai nó sẽ chém nha, đó, nó sẽ gây ra hai lần. Vì vậy là cô tăng chiêu số 3 này và tăng chiêu bị động này, nó sẽ gây ra một lần đam rất là lớn khi mà chúng ta đánh boss. Rồi sau đó là cô sẽ nâng chiêu số 2 và cái chiêu hỗ trợ của chiêu số 2 đó. Còn cái chiêu bị động thì cô không có tăng, đánh boss mà mình không có tăng cái chiêu trong đây đó. Đó là cái bản chiêu khi mà chúng ta đi đánh boss. Còn nếu như mà solo thì sao? Solo thì chiêu số 1 cô sẽ lựa chọn đó chính là chiêu bộ 2. Chiêu số 2 cô sẽ lựa chọn bộ 1 và chiêu số 3 cô lựa chọn là bộ 1, chiêu số 4 lựa chọn là bộ 2. Có nhiều anh em sẽ sử dụng cái chiêu số 1 mà theo cái dạng bộ 1 này. Này là tùy anh em nha, nhưng mà cô thấy cái chiêu như số 1 mà bộ 2 nó sẽ ok. Và cái chiêu số 3 cô thường khuyên anh em dùng là cái chiêu bộ 1. Nhiều anh em cũng chơi cái chiêu bộ 2 á, tại vì hai cái chiêu này nó đều có được miễn sát thương và khống chế, nhưng mà cô thấy cái chiêu số 3 mà bộ 2 như bộ 1 như thế này nó được 3 giây miễn khống chế lận, nó ok. Đó nên là cô thích cái chiêu này thì cô bấm dứt vô cái chiêu của số 3 bộ 1. Và lý do tại sao nữa thì khi mà chúng ta solo á thì chúng ta thấy được là cái chiêu số 3 hỗ trợ nè ở của bộ 1 nó sẽ giúp cho bản thân của chúng ta, nếu như solo chúng ta sẽ được hồi máu. Ok. Rồi tăng kỹ năng thì như thế nào? Tăng kỹ năng thì theo cô thì cô sẽ tăng là cái chiêu hồi tâm, hồn tâm này chúng ta sẽ tăng mát, chúng ta có thêm một miếng sinh khí, có sức mạnh. Và cái chiêu bị động tiếp là nghiệp quả, cô sẽ tăng mát chiêu này, sẽ tăng mát hai chiêu này. Rồi cô sẽ ưu tiên tăng mát cái chiêu số 4 và sẽ tăng cái chiêu số 2. Đó. Rồi, cái chiêu số 1 dư điểm cô tăng vô. Rồi bị động thì cô cũng sẽ tăng mát luôn, tại vì cái chiêu số 1 này nè, khi mà có thêm cái bị động nữa, nó sẽ có được một cái tăng đam nè, thấy không? Rồi thêm một cái nữa là sẽ có hiệu ứng sâu xé, đối phương mà di chuyển là đối phương sẽ bị cái trạng thái là rút máu này, rút máu liên tục rất là ngon. Cái chiêu số 2 thì cô cũng sẽ tăng, nếu như mà hỗ trợ mình dư điểm mình sẽ tăng cái chiêu này. Sẽ có một luồng suy nghĩ là thằng Thiên Nhẫn á, nó sẽ đánh vào áp sát đối phương và nó sẽ đánh thường vào nhiều, nên là nếu như mà anh em nào thích
tăng cũng được cái chiêu đánh thường này, tại vì thiên nhẫn nó cũng hết chiêu rồi, xong rồi đa phần là nó sẽ rút ra ngoài thôi chứ nó ít khi nào mà nó nhào vô đánh lắm. Đó là cô cho một cái dấu chấm than ở ngay cái chỗ mà cái chiêu đánh thường, anh em nào thích tăng thì tăng, không thích tăng thì thôi. Cái chiêu số 3 này cô lựa chọn nhưng mà cô sẽ không tăng nhiều, tại vì nếu như tăng nhiều nó cũng không có giúp cho mình tăng đam hay là gì cả, và cô muốn cho chúng ta tăng những cái kỹ năng số 4, kỹ năng số 2, kỹ năng số 1 để cho chúng ta có đam, chúng ta kết thúc đối phương, áp sát đối phương đồ này nọ cái kiểu, sau này dư điểm hoặc là anh em lên lôi đài á, những cái chiêu này nó mát, lên lôi đài solo á mà ngang bên giáp những cái chiêu này nó mát nè, nên là đánh sướng lắm đó. Cái chiêu số 3 tại sao lựa chọn bộ 1, tại vì nó có được cái hồi sinh lực nó ok. Cái này là bộ BK nha anh em, này là bộ BK. Anh em cũng có thể lựa chọn là cái chiêu số 2 bộ 1, cái này tùy anh em cũng ok. Nhưng mà cái chiêu số 2, anh em cũng có thể lựa chọn cái chiêu số 1 bộ 2 hoặc là chiêu số 1 bộ 1, cái này tùy anh em. Nhưng mà cái chiêu số 2, chiêu số 3 và chiêu số 4, cô nghĩ là anh em nên chọn giống như cô. Tại vì những cái chiêu này sẽ giúp cho môn phái thiên nhẫn của mình nó có được một cái sự cơ động và nó có được một cái sự trâu hơn chút xíu nhờ cái chiêu số 3. Chiêu số 3 chúng ta được miễn sát thương ngon lắm anh em. À, nếu muốn chơi bộ 2 gì cũng được ok. Thì cái con thiên nhẫn này nếu như mà đối phương đối đầu với thiên nhẫn theo như mà cô trải nghiệm á, đối đầu với thiên nhẫn mà đã chơi hết combo mà chúng ta cũng chơi hết combo mà chúng ta không có lấy, không lấy được nửa cây máu của con thiên nhẫn là khả năng thiên nhẫn nó giết mình luôn. Tại vì mỗi lần mà chúng ta chơi chiêu xong, mỗi lần chúng ta chơi chiêu chúng ta sẽ có được một cái gọi là có được cái thanh nộ như thế này, mà chúng ta đầy thanh nộ khi mà chuyển hóa qua cái dạng tu la thì thực sự nó rất là mạnh anh em, nó rất là mạnh, đam nó to khiếp khủng. Và ở dạng tu la nó sẽ có một cái vài trạng thái rất là hay giúp cho môn phái thiên nhẫn có thể lực kèo. Ví dụ nha, ở trạng thái tu la này đi, mình chơi chiêu số số 2 nè, đối phương sẽ bị định thân và đối phương sẽ bị khống chế lại, nó rất là hay, không thể nào mà lướt được luôn anh em, nó dữ dội ở chỗ đó đó. Và khi mà chúng ta chơi chiêu số 1 vào đối phương nè, đúng không đó, mà nếu đối phương sợ quá, đối phương chạy thì đối phương sẽ bị rút máu rất là ghê đó. Đa phần mình thấy là những anh em thiên nhẫn là họ sẽ thường chơi chiêu số 2, sau đó là chơi chiêu số 1 liền luôn. Ở đối phương xảo quá lướt nè, đối phương xảo quá lướt 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 đồ này nọ đó, thường thường là vậy. Còn không nữa thì cô thấy là họ sẽ nhảy vào đối phương, hoặc là khi mà ở cái dạng tu la, ở dạng tu la xong á, họ sẽ bắt đầu là họ khống chế đối phương, là đối phương sẽ bị định thân đúng không, sau đó họ chơi cái chiêu số 4 liền luôn. Đối phương bắt buộc khúc này là phải lướt đi để mất một cái lướt, hay hoặc là anh em có thể chạy là anh em sâu xé đó, sâu xé đối phương, đối phương mà vừa chạy là đối phương sẽ bị mất máu rất là ghê gớm luôn, phải nói là vậy luôn á anh em. Nên là cái con thiên nhẫn này nó rất là bá đạo, bá vải trưởng luôn. Gặp đối phương nào mà chơi theo cái dạng mà sốc đam cho thiên nhẫn thì anh em nhanh chóng chơi cái chiêu vô địch lại đó, là cái khúc này là đối phương sẽ không thể nào mà gây ra đam cho chúng ta trong vòng 3 giây nếu như mà thằng map. Ghê lắm anh em, con thiên nhẫn nó BK ghê lắm. Và đó là những gì mà cô muốn chia sẻ về cái bộ kỹ năng của môn phái thiên nhẫn. Thật sự là cô cũng cầm cái hàng thiên nhẫn BK solo nhiều lắm, solo tầm 1 tiếng đồng hồ ở trong lôi đài solo với tất cả môn phái luôn. Nó chỉ là nó ngán mấy cái con là Ngami tại vì búp máu quá ghê, còn các phái còn lại là nó BK trúng một cái, nếu như mà BK mà không có bị mít chiêu á thì thật sự là dễ dàng giết người ta lắm anh em, với bộ kỹ năng của môn phái thiên nhẫn cực kỳ ghê. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem cái cách lựa chọn những cái dòng thuộc tính của môn phái thiên nhẫn như thế nào nha. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng qua cái phần tẩy luyện. Thì tẩy luyện đồ thì theo cô chia sẻ với anh em, ở vũ khí anh em có thể sử dụng là sức mạnh nè, hút sinh lực nè, bảo kích, bảo thương, tinh chuẩn và bỏ qua kháng tất cả. Anh em có thể nếu như mà nhiều anh em họ sẽ bỏ cái thằng tinh chuẩn hoặc là bỏ đi cái thằng bảo kích mà lấy cái linh hoạt đó. Cái bảo kích này nó ngon hơn cái linh hoạt ở chỗ nào? 2 điểm linh hoạt mới bằng 1 điểm bảo kích. Anh em nhớ nha, 2 điểm linh hoạt mới bằng 1 điểm bảo kích. Nên là cái điểm bảo kích của chúng ta nó sẽ đóng vai trò ngon hơn cái điểm linh hoạt. Nhiều anh em cũng sẽ nói là cái điểm linh hoạt nó vừa có bảo kích mà vừa có luôn chính xác nữa, đúng không? Chính xác nó ngon hơn đúng không? Nhưng mà cô thấy bây giờ là anh em build bỏ qua né là thằng tinh chuẩn nó sẽ ngon hơn là chính xác, theo như cô cảm nhận là vậy đó. Bây giờ anh em có thể nhìn thấy nè, linh hoạt nè, đúng không? Mỗi điểm linh hoạt tăng 2 điểm chính xác và mỗi 2 điểm linh hoạt tăng 1 điểm tỷ lệ bổ kích cơ bản. Đây là cô thấy nếu như mà có được cái bảo kích
thì anh em ưu tiên lấy luôn cái bảo kích. Đó, như vậy chúng ta sẽ đỡ rất là nhiều. Ví dụ nha, cái bảo kích của chúng ta ở đây là 50 điểm là tương đương với 100 điểm linh hoạt đó. Mà để có 100 điểm linh hoạt đó cũng hơi khó đó nha anh em, đâu phải đơn giản đâu. Mấy cái trang bị của mình là muốn 100 điểm linh hoạt cũng khó à, hơi bị khó đấy. Nên là cô thấy là thôi ok, bây giờ là mình cố gắng là mình lấy bảo kích đi cho nó ngon. Rồi qua cái dây chuyền thì anh em có thể sử dụng là né tránh, sức mạnh, bảo kích, bảo thương, tinh chuẩn và hồi sinh lực. Anh em có thể lấy nhanh nhẹn né hai thế cho nó cũng được, nhưng mà cô thấy hồi sinh lực nó ngon hơn. Tại vì con thiên nhẫn hết chiêu nó bắt đầu nó chạy ra ngoài để hồi chiêu nó mới nhảy combo vô đúng không, chứ đâu phải là nhào vô đứng quýnh liên tục đâu. Đó là build nhiều hồi sinh lực nó ok. Rồi qua cái nhẫn thì anh em có thể lấy là né tránh, sức mạnh, bảo kích, sinh lực, hoặc là anh em bỏ cái sinh lực lấy cái thằng linh hoạt này vô đây. Đó, quăng cái thằng linh hoạt này vô đây, né tránh, sức mạnh, bảo kích, linh hoạt, tinh chuẩn và hồi sinh lực, vậy là ổn. Rồi qua cái phù thì anh em có thể sử dụng, đó chính là né tránh, miễn sát thương, bảo kích, sinh khí, bảo thương, tinh chuẩn và hồi sinh lực. Này tùy anh em nha, có thể lấy hồi sinh lực hoặc lấy nhanh nhẹn, này tùy anh em. Rồi qua cái ngọc bội thì anh em sử dụng là kháng bạo, sinh khí, bạo thương, tinh chuẩn, hồi sinh lực, quăng vô cái thằng linh hoạt vô. Cái áo thì anh em có thể sử dụng né tránh, sinh lực phần trăm, sinh khí, kháng bạo, miễn sát thương, bạo kích và kháng tất cả, hoặc là hồi sinh lực. Cái này là tùy anh em nha. Tại vì cái môn phái thiên dương hiện tại, cả của cô chơi thiên dương á, cô build hồi sinh lực rất là cao. Mỗi lần hết chiêu cô ra ngoài nó hồi đựng cục máu luôn, một khúc máu luôn á, ngon lắm. Rồi qua cái nón thì anh em sử dụng là sinh khí nè, sinh lực phần trăm, bạo kích, kháng bạo, linh hoạt, hồi sinh lực hoặc là nhanh nhẹn, cái này tụi anh em nha. Rồi qua cái bao tay anh em sử dụng là sinh khí, sức mạnh, miễn sát thương, bạo kích, kháng bạo, tinh chuẩn, nhanh nhẹn. Đó, rồi cái đai thì anh em sử dụng né tránh, sinh lực phần trăm, sinh khí, kháng bạo, miễn sát thương, bạo kích và nhanh nhẹn. Bỏ nhanh nhẹn lấy thằng linh hoạt cũng được. Đó, nếu như anh em muốn có cái tỷ lệ bạo kích cao. Rồi qua đôi giày thì anh em có thể sử dụng, đó chính là né tránh, sức mạnh, miễn sát thương, bạo kích, kháng bạo, sinh khí, nhanh nhẹn. Đó là những gì mà cô muốn chia sẻ với anh em về cách xây dựng môn phái thiên nhẫn. Thì đây chỉ là thông tin cơ bản cho anh em sử dụng, cho anh em có thể tham khảo khi mà anh em muốn chuyển qua môn phái thiên nhẫn để trải nghiệm. Khi mà anh em mà chơi rành thiên nhẫn hoặc là những anh em pro thiên nhẫn đó, thì anh em sẽ có cách build khác dành cho nhân vật của mình. Và anh em lưu ý là không có một cách build nào mà chính xác 100% hay là cực mạnh hay là phải build giống như này, giống như nọ, không. Tùy vào cách PK của mọi người và tùy vào cái sở thích của mọi người, người ta chơi như thế nào. Nên là những cái thông tin cô đưa cho anh em chỉ là thông tin cho anh em tham khảo thôi, không phải là chuẩn 100% phải build như thế này nó mới mạnh, không build như thế này yếu xìu, không nha anh em. Chỉ là thông tin cơ bản cho anh em tham khảo. Khi mà anh em rành rồi, anh em có thể comment lại, bình luận lại phía bên dưới, hoặc là những anh em nào mà chuyên về thiên nhẫn có cách build hay nữa, nhớ bình luận phía bên dưới giùm cô nha anh em, để cho chúng ta có thể thảo luận về cái cách build một phải thiên nhẫn. Thực sự thiên nhẫn trong cái game này nó cũng hơi bị bá đó, quýnh lộn ghê gớm lắm đó, anh em, chứ không có đùa đâu. Với lại là hiện tại là môn phái tàn kiếm cũng đã xuất hiện rồi, có hai hệ kim này, chơi thiên nhẫn trội sốc đàm xương lắm. Và nếu thích video này, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.